Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Honda Hồng Đức ạ. Ngày hôm nay chia sẻ tiếp tục lên video này để cập nhật lại cho các bạn về cái mẫu xe Vision 2023 với những cái mẫu màu xanh xe độ mới nhất tại cửa hàng Head Honda Hồng Đức 10 ạ. Thì mời các bạn mình cùng xem xe chi tiết ạ. Hôm nay là vào ngày 1 tây tháng 5 rồi quý anh chị, thì có rất là nhiều khách hàng và cũng như là anh chị đã hỏi chí rất là nhiều về cái mẫu xe Vision trong thời gian vừa qua và cũng như là trong dịp lễ là 1 tây tháng 5 này, thì bên chí có rất là nhiều chương trình khuyến mãi và ưu đãi giảm giá và cũng như là chương trình dành cho dòng xe Vision này. Thì những bạn bè nào mình đang quan tâm đến với mẫu xe Vision này á, thì hãy đến ngay với Head Honda Hồng Đức 10, địa chỉ là ấp Vĩnh Quốc A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, để mình được sở hữu những cái mẫu màu sơn vô cùng tuyệt vời, rất là đẹp và cũng như là giá cả rất là hợp lý cho quý anh chị ạ. Và quý anh chị nào mình ở mình có đi làm ở xa như là Bình Dương, Sài Gòn chẳng hạn, mình có về quê tại Sóc Trăng này, mình có muốn mua xe thì hãy đến ngay với cửa hàng để được hỗ trợ với giá cực kỳ ưu đãi cho quý anh chị, và cũng như là hỗ trợ giấy tờ để mình ra biển số xe nhanh để mình có thể mình quay về Sài Gòn mình làm lại nha quý anh chị. Và ngày hôm nay là chiếc quay cho các bạn về những cái mẫu màu sơn xe độ cực kỳ mới và hot tại cửa hàng Head Honda Hồng Đức 10 ở bên chí nha. Hiện tại nay là kho xe của chí là đã chuẩn bị đầy đủ cho quý anh chị rất là nhiều màu sơn và rất là nhiều xe của dòng xe Vision này để mình có thể là tham khảo đi đến mình với Head Honda Hồng Đức 10 để mình lựa chọn ạ. Và chí sẽ xin cập nhật báo giá trong cái dịp lễ 1 tháng 5 này dành cho quý anh chị và cũng như là những cái chương trình khuyến mãi. Thì khi khách hàng mình mua xe trong dịp lễ này là mình sẽ được hỗ trợ là thế chiếc bạ được 2 triệu đồng trừ thẳng vào xe đối với dòng xe Vision này. Ngoài ra mình được tặng được thêm cái gói quà tặng trị giá 1 triệu đồng bao gồm một cái nón bảo hiểm chính hãng của Honda, một ấu thun, hai rửa xăng, 6 lần thay nhớt giảm được 50% móc khóa tay vip nữa cho quý anh chị. Ngoài ra nữa, từ đây cho đến ngày 3 tháng 5 khi quý anh chị mình mua xe là mình sẽ có cơ hội nhận được thêm một cái phiếu mua hàng trị giá được 1 triệu đồng nữa quý anh chị, là để mình có thể là gắn những cái phụ kiện kèm theo xe, phụ kiện trang trí như là phủ nano quán xăng, gắn chống hết bình, công tắc đèn chẳng hạn, hoặc là những cái phụ kiện trang trí kèm theo xe là mình được tặng được cái phiếu mua hàng được 1 triệu đồng để mình tha hồ mình mua sắm để trang trí cho xe của mình nha quý anh chị. Và chưa thêm cái chương trình nữa dành cho những khách hàng mà mình có muốn đổi xe cũ mình mua lại xe mới, hiện tại bên chí cũng đang có áp dụng chương trình này luôn và thu với xe cũ giá cao hợp lý cho quý anh chị, và khi mình đổi mình mua qua xe mới sẽ được hỗ trợ là giảm giá được thêm 1 triệu đồng nữa nha quý anh chị nha. Và sau đây chí xin báo giá lại tất cả các phiên bản của dòng xe Vision đời 2023. Hiện tại nay nếu như mà quý anh chị mình đi phiên bản tiêu chuẩn thì giá nó chỉ từ là 33.900.000 thôi quý anh chị, và mình đi phiên bản có khóa thông minh Smart Key là giá chỉ từ là 35.490.000 đồng, và phiên bản cá tính cao cấp nhất luôn là tầm từ khoảng cỡ 38.900.000 39.600.000 tùy theo từng cái màu sơn cho quý anh chị mình lựa chọn nha. Ngoài ra chương trình khuyến mãi thì như nãy giờ chí đã thông báo cho quý anh chị về những cái khuyến mãi mình được nhận được như hỗ trợ thế chiếc bạ nè, và hỗ trợ về phiếu mua hàng 1 triệu đồng, cái phiếu mua hàng để gắn phụ kiện xe quý anh chị. Ngoài ra quý anh chị nào có thu xe cũ đã xe mới được cũng được giảm được thêm 1 triệu nữa nha. Và chương trình công nhân khi làm việc tại khu công nghiệp An Nghiệp sẽ được hỗ trợ là giảm giá được 1 triệu đồng chỉ thẳng vào xe. Thì rất là nhiều chương trình khuyến mãi đang áp dụng trong tháng này, thì quý anh chị nào mình đang có nhu cầu cần mua xe thì hãy đến ngay với cửa hàng ở bên chí nha, để được tư vấn rõ hơn về những cái chính sách ưu đãi dành cho khách hàng khi mình mua xe tại cửa hàng ở bên chí. Và chí xin giới thiệu một vài số mẫu màu sơn xe độ ở bên chí nha. Như trước mặt của các bạn đây đó chính là cái mẫu màu xám xanh ánh tím nha quý anh chị. Thì mẫu màu này á, thì bên chí được đặt độ lên nha. Hình như nguyên bản của dòng xe Vision đời 2023 thì nó chỉ có như là phiên bản tiêu chuẩn thì chỉ có màu đen bóng nè. Phiên bản cao cấp thì nó sẽ có như là màu đỏ, màu trắng, và phiên bản đặc biệt là màu xanh nhám, và phiên bản thể thao có một màu xám và thêm màu đen nhám. Ngoài ra thì bên chí luôn đặt những cái mẫu màu sơn xe độ mới này để cho quý khách hàng mình dễ lựa chọn hơn khi đến với cửa hàng Head Honda Hồng Đức 10 nha. Toàn là những màu hot và nữ tính thôi quý anh chị. Ví dụ như mình cần tìm một chiếc xe mà hợp với cá tính của mình hoặc là hợp với mạng tuổi của quý anh chị á, thì có thể đi đến với cửa hàng ở bên chí nha, để mình có thể là lựa chọn được rất là nhiều màu. Thì đây là một số vài cái mẫu màu sơn rất là hot ở bên chí nha, như là màu xanh chuyển sắc hồng tím nè, và cũng như là màu xám chuyển sắc hồng tím, và cũng như là màu hồng tím cũng có. Và bên đây đó chính là màu bạc đen nha, bạc nhám giống như kiểu SH Mod quý anh chị, và màu nâu đen. Toàn là những màu hot thôi quý anh chị. Và bên đây nè quý anh chị, bên đây là có nguyên một cái kho xe, thì
toàn là những màu hot dòng xe Vision thôi. Thì mời các bạn mình cùng tham khảo với Chí nha. Đây, muốn màu gì có màu đó tại cửa hàng Hết Honda Hồng Đức 10 ở bên Chí nha. Rất là nhiều tông màu để quý anh chị mình lựa chọn. Khi mình không biết mua màu gì hoặc là mình cần lựa chọn nhiều màu hơn thì hãy đến ngay với cửa hàng ở bên Chí nha. Thì mình có thể là tha hồ và mình lựa chọn những cái mẫu màu sơn xe mình yêu thích để thể hiện cá tính của quý anh chị. Thì còn những màu hot thôi quý anh chị, từ phiên bản cao cấp đặc biệt, phiên bản thể thao cá tính gì đó, bên Chí có độ lên đầy đủ hết cho quý anh chị. Phiên bản thể thao là nó sẽ có bánh lớn nha quý anh chị. Đây. Và phiên bản này, phiên bản đặc biệt bánh nhỏ sẽ có độ đầy đủ lên những cái phiên bản này cho quý anh chị mình cùng tham khảo nha. Thì mời các bạn mình cùng xem một dòng ở những cái mẫu màu sơn xe độ mới nhất tại cửa hàng ở bên Chí ạ. Rất là nhiều màu, xanh, vàng, đỏ đầy đủ. Phiên bản này là màu xám xi măng, xanh xi măng. Và màu cam cũng có luôn anh chị. Và màu xanh, đây màu xanh này cũng rất là hot, rất là nữ tính nha. Quý anh chị nào mình thích những cái mẫu màu tông màu xanh thì mình thể đi ở bên này. Và quý anh chị nào mình muốn mua xe trả góp qua hình thức quẹt thẻ tín dụng, bên Chí sẽ có hỗ trợ là 0% lãi suất cho quý anh chị luôn ạ. Thì mình có xài thẻ của Sacombank, khi mình mua quẹt thẻ tín dụng thì bên Chí sẽ hỗ trợ là chuyển đổi là thành Wega góp 12 tháng hoàn toàn không có lãi suất luôn nha quý anh chị. Và thông tin chi tiết cụ thể như thế nào thì cứ gọi ngay cho Chí hoặc là bạn Kế An có số điện thoại trên màn hình sẽ được tư vấn rõ hơn về cái chương trình góp 0% lãi suất đối với dòng xe Vision nha quý anh chị. Ngoài ra quý anh chị nào mà mình muốn mua góp qua công ty tài chính thì có thể là mang theo căn cước công dân là được nha. Và mình có thể là trả trước đi từ 10%, 20%, 30% tùy theo quý anh chị mình muốn trả trước bao nhiêu thì mình trả nha. Và cái khoản còn lại thì mình có thể góp từ 9 tháng, 12, 18, 20, 24, 36 tháng tùy theo quý anh chị mình muốn mua trả góp là bao nhiêu tiền. Thì mình có thể là nhờ nhân viên tính trước cho quý anh chị về cái bản tính. Nếu mà cảm thấy hợp lý thì mình đi đến cửa hàng, mình mang theo căn cước công dân và mình lên hồ sơ rất là nhanh chóng cho quý anh chị. Bên Chí có hỗ trợ là giao xe tận nhà cho quý anh chị, mình có ở xa nha. Giao xe cho quý anh chị để mình có thể là mình mua xe. Mình cứ xem lựa được cái màu nào hợp ưng ý thì cứ gọi cho nhân viên sẽ gửi đầy đủ hình chi tiết của xe. Và mình chốt được xe thì nhân viên sẽ giao xe tận nhà cho quý anh chị luôn ạ. Màu đỏ thì bên Chí sẽ có thêm cái màu đỏ tươi hay còn gọi là đỏ candy quý anh chị, rất là đẹp nha. Đỏ tươi, cái này bên đây là đỏ đô, cái này đỏ tươi. Thì nguyên bản của nó thì nó chỉ có màu đỏ đô thôi nha quý anh chị. Thì ở đây bên Chí có độ lên màu đỏ tươi nữa cho quý anh chị nào mình thích cái màu đỏ mà nó sáng màu hơn thì có thể sử dụng cái màu này. Thì mọi thông tin chi tiết thắc mắc thì cứ liên hệ ngay với Chí nha, để Chí sẽ tư vấn cho quý anh chị để mình chọn được mẫu xe thích hợp ạ. Thì video của mình đến đây hết, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo ạ. Xin chào ạ.